Chia sẻ du học của công ty Tương Đệ Dương. Và trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của bạn Chu Anh Trương, là một du học sinh Singapore vừa có Student Pass. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe cũng như là trải nghiệm khi Chu Anh Trương lựa chọn cái đất nước Singapore để du học. Chào anh Trương. Dạ, chào chị. Thì em có thể là giới thiệu đôi nét cho các bạn về cái bản thân mình được không? Em xin tự giới thiệu là em là Chu Anh Trương, học sinh cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông Tam Phú. Đến với Tân Đại Dương để mục đích là để du học, để nâng cao trình độ của em. Thì tại sao em lại chọn Singapore để du học? Tại vì hồi nhỏ thì Singapore đó là nước nó thú vị em. Ở chỗ là nó môi trường xanh sạch đẹp, công nghệ tiến bộ, không có xả rác nhiều. Thì qua bên Singapore em sẽ học cái chương trình gì ở Sin? Theo như chị Sa tư vấn thì em sẽ học chương trình kinh doanh quốc tế. Cử nhân kinh doanh. Tại trường nào ha? Thưa chị là trường cấp ta. Thì bây giờ là cái dự định của em là khi mà học xong tại Singapore đó thì em sẽ là như thế nào? Sau khi học xong ở cấp ta thì em có dự định là sẽ học lên cử nhân kinh doanh quốc tế. Và có thể nếu được thì em dự định là sẽ học tiếp lên thạc sĩ hoặc là làm việc luôn tại Singapore. Thì em khi mà qua đâu em biết được tới dịch vụ của công ty Tương Đệ Dương? Là qua kỳ vừa rồi thì nhà chị Sa tư vấn và giới thiệu nên anh trai của em cũng đã được cấp bằng và được đi du học qua Singapore và cũng có khoảng thời gian khá thành công trong việc học tập ở đó. Thì anh của em lúc trước là đã làm hồ sơ với chị Sa, thì anh của em học chương trình gì ở Sinh? Cái chị là anh ấy học công nghệ thông tin tại trường Informatics. Thì tại vì em không có thích chuyên ngành đó mà em lại thích ngành kinh doanh đúng không? Nên mình quyết định chọn trường cấp tỉnh Singapore. Em cảm thấy dịch vụ của Tương Đệ Dương như thế nào? Em thấy giấy tờ làm rất là nhanh gọn. Riêng bản thân anh của em và cả em nữa thì chờ sau khi làm giấy tờ thì chờ đến ngày có student pass thì rất là nhanh, khoảng 4 tuần là đã có. Thì một lần nữa thì Tương Đệ Dương xin chúc cho Chu Anh Trương có thể là học tập thật tốt cũng như có một tương lai, có một công việc làm tốt đẹp tại Singapore.